Chào các bạn, nay giày nam.com xin giới thiệu sản phẩm mang mã số 1203 thuộc loại giày cao cổ lam nhé, được làm từ da bò cao cấp, có khóa này, có thể điều chỉnh kích cỡ. Đế thì được làm từ cao su cao cấp loại 1, cực bám đường nhé. Đây. Đây. Có các vân này, cực bám đường luôn. Giá tiền của sản phẩm này là 1.280.000 đồng nhé. 1.280.000 đồng rồi. Các bạn đã sở hữu đôi giày này. Da bò đẹp. Bảo hành 12 tháng tại giày nam.com nhé. Các bạn để lại comment phía dưới và kèm số điện thoại để bên shop liên hệ lại đặt hàng và tư vấn miễn phí nha.